Vâng xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Nam Tép. Hôm nay em sẽ giới thiệu một số những cái mặt hàng trong tối ngày hôm nay. Bên em sẽ livestream và bán trên kênh livestream Nam Tép âm thanh Xuân Tốc Đỏ. À, những cái sản phẩm ngày hôm nay à, bao gồm một số những cái sản phẩm như sau. À, thứ nhất, một lô đẩy à, nguồn sung BIB à, model OK400 OK và OK450. OK của thương hiệu Party House. À, dòng đẩy này là bán dự kiến giá nó chỉ là hơn 3 triệu thôi nhá. Điều đặc biệt của lô đẩy này trong tối ngày hôm nay em sẽ bán cho các bác là không cần nhận cọc. Không nhận cọc và các bác về cứ đúng như cam kết của em là các bác quất thôi. Nhận hàng mới thanh toán, được thử hàng trước khi thanh toán, bảo hành 3 tháng. Nhá nhá, không cần nhận cọc anh nhá. Các bác cứ đặt hàng, để lại số điện thoại, địa chỉ em sẽ gửi hàng đến tận nhà. Đây. Không uh... À, không phải được cọc và được thử hàng trước khi thanh toán Còn số 1 Mẫu số 2 Một dòng đẩy đến từ thương hiệu Vatasa Con này thì rất là đẹp Cực kỳ là đẹp luôn Công suất của nó là tới 800W một kênh Cũng chạy à, mạch class D Tuy nhiên con này là nguồn biến thế Con này thì giá có giá hơn 4 triệu một chút Tuy nhiên là dòng này thì do là dòng biến thế à, Nó nặng Cước vận chuyển nó lớn cho nên bên em sẽ không à, áp dụng chính sách là cho không cần cọc, tức là cái hàng này thì các bác phải cọc. À, phải cọc cho em và con này thì tối nay em sẽ đăng lên kênh. Giá rất là rẻ một con 800 cho đ Các bác không thể đánh được cả full đôi 40. Đánh được cả full đôi 40 thoải mái luôn Mà hàng đặc biệt nữa là hàng rất là đẹp và đang trong nội thất của nó phải nói là đẹp mi mãn luôn. Một con đệ rất là chất lượng luôn. Đấy, sản phẩm số 2. Một sản phẩm thứ ba sẽ là là sản phẩm quan trọng trong tối ngày hôm nay để lên sóng cho tất cả các bác. Một lô loa đến từ thương hiệu Prodio của Nhật do hãng Marang sản xuất có model là MV8480 MK2 một lô loa đây lô loa này thì rất là đẹp đẹp một cách uh, long lanh đẹp một cách kêu xa luôn và đặc biệt nữa là à, nó là đã được bên em thay gần cho các bác có hai loại một loại gần zin và một loại đã thay gần các bác lấy loại nào cũng được ví dụ như cái đôi trước mặt các bác đây đây là đôi này đã là gần zin còn bên này là đã đôi thay gân là bên này bên này cái này là gần zin Đôi nhỉ. cái thay gân của em để đâu không biết đây cái này là thay gân rồi Đấy. đây là cái hàng là đã thay gân thì à, mức giá của con này nó sẽ dao động quanh mức 3 triệu đồng trên hoặc dưới cụ thể thì sẽ được tiết lộ trong tối ngày hôm nay khi mà bên em livestream livestream nhé à, một sản phẩm thứ tư sản tư sản phẩm thứ tư là một con còn một số con đẩy đứa từ thương hiệu APPMP 500 con đẩy này thì sẽ có giá 3 triệu 500 ngàn đồng đã quay video rồi và ngày hôm nay em sẽ bán tiếp con đẩy này trong ngày hôm nay đây là bốn mặt hàng chủ lực tối ngày hôm nay sẽ live stream cho các bác đấy thì à, mời các bác à, vào lúc tám à, 8 giờ 30 phút tối ngày hôm nay các bác vào trực tiếp trên kênh của Nam Tép âm thanh và kênh của Xuân tốc Đỏ Audio Các bác xem và đặt những sản phẩm mình ưu ý nhất và Xin cảm ơn tất cả các bác Xin chào, hẹn gặp lại các bác vào lúc 8 giờ 30 phút ngày hôm nay nhé Xin cảm ơn các bác